Đại biểu Quốc hội muốn sĩ quan quân đội và công an kê khai tài sản. Tại hội nghị đại biểu Quốc hội diễn ra ở Hà Nội, có ý kiến cho rằng sự thảo luật phòng chống tham nhũng nên mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, bao gồm sĩ quan quân đội và công an. Sự thảo luật phòng chống tham nhũng đã được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo dự thảo luật hiện tại, các giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, những người công tác tại vị trí có nguy cơ tham nhũng cao phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm. Các đối tượng khác chỉ phải kê khai lần đầu hoặc là kê khai bổ sung với mục đích tạo cơ sở dữ liệu để so sánh, đối chiếu khi họ được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn hoặc là khi có đơn tố cáo, có biến động tăng tài sản, thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, cũng có một số ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng kê khai tài sản bao gồm bố, mẹ và con thành niên, áp dụng với những người giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan đảng, nhà nước và các cơ quan thuộc lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng nên thu hẹp đối tượng kê khai tài sản vì lo ngại khó khả thi. Trong thời gian gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định kỷ luật một số các sĩ quan cao cấp trong quân đội và công an về các sai phạm liên quan đến tham nhũng, lợi dụng chức quyền trong chiến dịch phòng chống tham nhũng rộng khắp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động từ sau Đại hội Đảng 12 hồi năm 2016. Những trường hợp đáng chú ý gần đây nhất là trường hợp của ông Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọng, thượng tá quân đội, bị tòa tuyên án 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, Liên quan đến trường hợp Út Trọng còn có hai đại tá quân đội là Bùi Danh Thắm và Bùi Văn Tiệp bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong lực lượng công an, chỉ trong vòng chưa đầy một năm qua đã có tới 4 tướng công an bị kỷ luật, truy tố về các tội lợi dụng chức quyền, điển hình là trường hợp của cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa. Cả hai người này bị truy tố với mức án lên đến 10 năm tù. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết 3 lý do ông Trọng không nên thoái thác công khai tài sản cá nhân. Bài viết của tác giả Trịnh Hữu Long được đăng trên trang Luật Khoa Tạp chí. Chuyện nhiều người đã biết, một nhóm đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cùng một số công dân đã có thư yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản cá nhân của ông. Việc này xảy ra chỉ một ngày trước thềm Hội nghị Trung ương 7, vốn tập trung bàn về phẩm chất, năng lực và uy tín của nhân sự cấp chiến lược. Không có gì phải nghi ngờ, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể giữ im lặng trước yêu cầu công khai tài sản cá nhân của một nhóm đảng viên và công dân. Bản thân tiến sĩ Nguyễn Quang A, người ký tên và thư yêu cầu này cũng rất kém lạc quan. Tôi nghĩ khả năng cao nhất là ông ấy sẽ chẳng phản hồi gì cả. Ông Trọng có lẽ chưa bao giờ bước ra khỏi không gian an toàn của Đảng. Ông chỉ xuất hiện và đối thoại trong các sự kiện đã được sắp xếp kỹ càng như hội nghị cử tri hoặc các cuộc phỏng vấn của báo chí nhà nước. Chưa bao giờ ông đối mặt với bất kỳ một cuộc họp báo nào có phóng viên nước ngoài chất vấn. Nhưng với lá thư yêu cầu công khai tài sản này, ông Trọng có ít nhất 3 lý do để phản hồi và sau cùng là công khai tài sản của mình. 1. Bản kê khai tài sản của ông đã sẵn sàng. Ông Trọng hiện giờ là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo luật cán bộ, công chức, ông là cán bộ. Chuyện này nghe có vẻ khôi hài vì ông ấy là lãnh đạo đảng, chứ có phải là cán bộ bên chính quyền đâu mà luật lại phải quy định quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ cho ông ấy. Ấy thế nhưng đó lại là thực tế. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trích điều 4 luật cán bộ công chức. Bởi vì là cán bộ, ông thuộc diện phải kê khai tài sản hàng năm theo quy định của luật phòng chống tham nhũng. Đạo luật này dành cả 4 mục với 10 điều khoản để quy định về nghĩa vụ và thủ tục kê khai tài sản của cán bộ công chức. Như vậy, chỉ với riêng tư cách là Tổng Bí thư Đảng thì ông đã phải kê khai tài sản hàng năm, bao gồm nhà, quyền sử dụng đất, kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại tài sản khác mà giá trị của mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên, tài sản, tài khoản ở nước ngoài và thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật. Chưa hết, ông không chỉ là Tổng Bí thư mà còn là đại biểu Quốc hội. Theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, ứng viên phải nộp bản kê khai tài sản. Bản kê khai này phải được công khai tại hội nghị cử tri nơi công tác của ông, tức là quận Ba Đình, Hà Nội, theo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2012. Không biết khi ông đi dự hội nghị cử tri trước cuộc bầu cử tháng 5 năm 2016, bản kê khai này có được dán ở đó hay không?
nhưng không có bất kỳ thông tin nào trên báo. Với chừng ấy quyết định pháp luật, không có lý do gì để nghi ngờ ông chưa kê khai và nộp bản kê khai đó theo quy định của luật phòng chống tham nhũng và luật bầu cử. Nói cách khác, bản kê khai tài sản cá nhân của ông hiện đã phải nằm ở Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc. Hẳn ông cũng có một bản cho riêng mình. 2. Không công khai tài sản, ông sẽ tự mình đứng trên đảng. Hiện nay không có quy định pháp luật rõ ràng nào buộc ông Trọng hay cơ quan công tác, hay cơ quan ông công tác là Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội, phải công bố bản kê khai của ông cho nhân dân được biết. Ngoài việc công khai ở hội nghị cử tri trong dịp hiệp thương tổng tuyển cử 5 năm một lần. Tuy nhiên, có một quy định có thể có sức nặng hơn với ông. Người đã từng tuyên bố rằng hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của Đảng. Đó là quyết định số 99 QĐTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng, được ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2017, tức là cách đây hơn 7 tháng. Quyết định này nói rõ rằng bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng phải được công khai để nhân dân được biết. Bản kê khai này phải được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cổng thông tin điện tử, thông qua họp báo, hội nghị, hội thảo và nhiều hình thức khác. Để hiểu giá trị của quyết định này, ta cần biết rằng Ban Bí thư là một trong những cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Ban Chấp hành Trung ương lập ra, gồm một số ủy viên Bộ Chính trị và một số ủy viên Trung ương. Cơ quan này, theo điều lệ Đảng, lãnh đạo công việc hàng ngày của Đảng. Ông Trọng hiện cũng là một thành viên của Ban Bí thư. Nếu ông không chấp hành quyết định của Ban Bí thư, thì ông đã vi phạm nguyên tắc tổ chức cốt lõi và quan trọng nhất của Đảng: tập trung dân chủ. Theo đó, thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, cá nhân phải phục tùng tổ chức. Cá nhân có thể có ý kiến bất đồng với nghị quyết của Đảng, nhưng vẫn phải chấp hành nghiêm chỉnh. Là người hết lòng với công tác xây dựng Đảng, ông không thể không biết và không thực hiện nguyên tắc sống còn này của Đảng. Nếu không, ông sẽ tự đặt mình lên trên Đảng. 3. Không ai còn tin ông thực lòng chống tham nhũng nếu ông không công khai tài sản cá nhân của mình. Từ khi ông phát động chiến dịch đốt lò, một phiên bản Việt Nam của đà hộ diệt ruồi, ông đã trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chống tham nhũng. Ông đưa hàng loạt cán bộ từ cấp cao đến cấp thấp vào tù, truy hồi hàng ngàn tỷ đồng có dấu hiệu tham nhũng, và khẳng định cuộc chiến này không có vùng cấm. Hai câu hỏi mà hiện không ai dám trả lời rõ ràng là liệu ông Trọng có tham nhũng hay không? Nếu có, ông ấy có bị xử lý hay không? Chúng dẫn đến một câu hỏi lớn hơn là chiến dịch đốt lò của ông nhằm mục đích chống tham nhũng hay là thanh trừng phe phái? Ta hãy tạm gác qua một bên hai câu hỏi sau để giải quyết câu hỏi thứ nhất trước. Ông Trọng có tham nhũng hay không? Câu hỏi này chỉ có thể được giải đáp khi và chỉ khi khối tài sản của ông được công khai. Hiện giờ, văn bản có thể có các thông tin cần thiết này chính là bản kê khai tài sản hiện đang nằm đâu đó trong Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc. Bình luận về việc này, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn cho rằng việc ông có gương mẫu công khai hay không quyết định toàn bộ tính chính danh của chiến dịch chống tham nhũng mà ông phát động. Nếu ông công khai thì quá tốt, vì cấp dưới chẳng có lý do gì để trì hoãn, người dân và báo chí nhờ đó có được cơ sở để giám sát. Ngược lại, nếu ông phớt lờ, người dân có quyền nghi ngờ thực tâm chống tham nhũng của ông. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết xuất hiện lời kêu gọi Tổng Bí thư Trọng công khai tài sản. Bài viết của tác giả Viễn Đông được đăng trên trang VOA Việt ngữ. Hàng chục người, trong đó có các đảng viên và học giả, mới công bố một bức thư ngỏ, trong đó yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản để làm gương. Thư kêu gọi với chữ ký của các nhân vật như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, giáo sư tương lai, dẫn quyết định số 99 hồi tháng 10 năm ngoái về việc công khai tài sản của các cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, tính tới nay đã hơn 7 tháng, nhưng chỉ thị trên của Ban Bí thư vẫn chưa được thực hiện. Bằng chứng là vẫn chưa có bản kê khai tài sản nào của cấp lãnh đạo được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, Internet, cổng thông tin điện tử. Điều này không khỏi khiến dư luận băn khoăn, bởi lẽ các bản kê khai tài sản đã có sẵn trong hồ sơ cán bộ, nên việc công khai
lẽ ra là rất đơn giản, chẳng hề tốn nhiều thời gian đến thế. Theo những người ký vào thư, việc chậm trễ này đang đặt dấu hỏi lớn về quyết tâm chống tham nhũng của ban lãnh đạo Cộng sản Hồ về quyết tâm chống tham nhũng của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, của toàn bộ hệ thống chính trị nhà nước. Đồng thời, việc chậm trễ này rõ ràng là rào cản người dân trong việc giám sát, phát hiện và đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng. Tổng Bí thư hãy là người làm gương, là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet trước tiên, thư ngỏ có đoạn. Việc làm này của Tổng Bí thư chắc chắn sẽ truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn đảng và hệ thống chính trị, dẫn đến việc công khai hàng loạt các bản kê khai tài sản của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các thành viên Chính phủ, Quốc hội và Bí thư, Chủ tịch các tỉnh thành, theo đúng nội dung và tinh thần của quyết định số 99 QĐTU, để nhân dân, báo chí tham gia giám sát. Cán bộ cấp thấp hơn, do đó, cũng không thể viện dẫn lý do các lãnh đạo cao cấp chưa công khai để trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư được. Hiện chưa có phản ứng nào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lá thư được cho là gửi tới địa chỉ trụ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7 ở thủ đô hôm 7 tháng 5, ông Trọng có nói về việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Trong đó ông cho rằng một số cán bộ ở cả cấp chiến lược đã vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Ông cũng nói tới việc cải cách chính sách tiền lương, đóng vai trò quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phòng chống tham nhũng lãng phí. Trên Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định, người không thấy ký tên vào thư ngỏ viết, kê khai tài sản là điều tưởng dễ làm nhưng thật ra vô cùng khó. Khó vì so với mức lương và bổng lộc hàng tháng, giá trị của khối tài sản mà cán bộ đảng viên thủ đắc được có thể biến họ thành những người sống lâu nhất hành tinh với hàng ngàn tuổi. Liên hệ tới quyết tâm chống tham nhũng, với việc ví von lò đã nóng lên thì củi tươi vào cũng phải cháy của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông viết tiếp, chính vì sự chênh lệch quá lớn giữa thu nhập hợp pháp và giá trị khối tài sản, việc kê khai tài sản trở nên đầy trắc trở. Bất kể đối với phe củi hay phe đốt lò, tài sản cá nhân của bất cứ ai trong hai phe ấy đều có thể thành củi cả nếu kê khai trung thực. Bởi vậy, hô hào đốt lò thì dễ, chứ rút củi trong túi mình cho bàn sân thiên hạ thấy, xem ra nan giải. Vì thế mới có thư yêu cầu dưới đây. Vấn đề là dám làm hay không? Luật sư Định đặt câu hỏi.